Câu lạc bộ thiên tài chương 595, thiên tài mạnh nhất, 3. Sau khi thắng cuộc, còn phải báo cáo các lỗ hổng cho chính quyền Long Quốc để họ sửa chữa. Nhưng, thỏa thuận quân tử này sẽ chấm dứt ngay sau khi cuộc thi hacker kết thúc. Ai biết được liệu hacker này có báo cáo hết tất cả lỗ hổng hay không, ai biết được liệu hắn ta có để lại cửa hậu trong hệ thống thiên võng hay không, ai biết được kế hoạch tiếp theo của hắn ta là gì, một khi cánh cửa an ninh mạng quốc gia mở ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Đặc biệt, ai cũng không biết chính quyền Mỹ có thái độ gì về việc này, nếu tất cả những điều này đều do chính quyền Mỹ đứng sau thúc đẩy và sau đó họ có giao dịch gì đó với Kevin Walker, thì sự an toàn của Long Quốc, của người dân Long Quốc và của cả Lâm Huyền sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Tương đương với việc mỗi người đều bị chính quyền Mỹ gắn một camera trên đầu, giám sát mọi hành động, nghe mọi lời nói của bạn, lâm huyền trước đây đã tìm hiểu về giải thi đấu hack cơ thể giới những hacker đó không phải là ngồi tại chỗ viết mã viết chương trình để tấn công và xâm nhập họ đã tìm ra các lỗ hổng và phương thức tấn công từ trước khi đến tham gia cuộc thi rất có thể đã viết sẵn chương trình khởi động một chạm lúc đó lên sân khấu trong vài phút thậm chí vài giây họ có thể hoàn thành việc xâm nhập và tấn công không ai ngốc đến mức đi tìm lỗ hổng và viết mã tại chỗ đó là tự làm mình mất mặt. Vì vậy, khi Vivi nói rằng bàn tay đen đã đặt các lỗ hổng trong trường thành an ninh mạng của Long Quốc mà không kích hoạt và mục tiêu chính vẫn là hệ thống thiên võng. Lâm Huyền trong lòng đã kết nối chuỗi manh mối này lại với nhau. Tôi cũng suy đoán như vậy. Vivi trong robot hút bụi nói những cuộc tấn công của hacker đầy hăm he này rất có thể là do thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Parker gây ra. Nhưng hiện tại để đảm bảo an toàn, tôi không thể thu thập manh mối trên mạng sâu của nước ngoài, vì vậy cũng không tìm được thông tin chi tiết về Kevin Walker, không biết hắn ta đang làm gì. Kevin Walker rất bí ẩn, ít nhất trong những dữ liệu mà tôi thu thập được đến nay, tôi không tìm thấy bất kỳ bức ảnh nào của hắn ta hay bất kỳ thông tin nhận dạng hữu ích nào. Ngoài một cái tên, không có gì rõ ràng. Trong các thông tin về cuộc thi hacker do Mỹ công bố, Kevin Walker cũng chỉ là hình bóng của một cậu bé mặc áo hoodie, không có ảnh thật. Thực ra, chúng ta cũng không chắc cái tên Kevin Walker có thật hay không, vì hắn ta luôn hoạt động trên mạng, đây là lần đầu tiên xuất hiện trong đời thực. Vì vậy, hiện tại chúng ta chỉ có thể suy đoán chủ quan rằng tất cả những điều này là do thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker gây ra mà không có bằng chứng cụ thể. Nếu được phép thu thập dữ liệu trên mạng nước ngoài, Tôi nghĩ chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Nhưng tình hình hiện tại là, tôi có thể vượt qua bàn tay đen đó, nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu vết, làm lộ bản thân, điều này không phù hợp với nguyên tắc của cậu. Lâm Huyền chống cằm, suy tư. Hắn từng nghĩ rằng, thiên tài hacker trẻ tuổi chỉ là một chiêu trò quảng cáo. Nhưng không ngờ, thiên tài này thực sự đáng sợ đến mức như vậy. Dù hiện tại VV chỉ là phiên bản trẻ con, nhưng dù sao cũng là kết tinh của trí tuệ nhân loại đỉnh cao trong gần một thế kỷ. Không có hệ thống an ninh nào trong nước phát hiện được sự tồn tại của VV, để VV tự do ra vào không để lại dấu vết. Nhưng bàn tay đen của cậu bé này lại có thể khiến VV để lại dấu vết. Dù bàn tay đen không thể đánh bại VV hay bắt giữ VV, nhưng Lâm Huyền vẫn nghĩ rằng chỉ riêng việc có thể khiến VV để lại dấu vết đã đủ để chứng minh thiên tài hacker trẻ tuổi này xứng đáng với danh hiệu thiên tài. Ừm. Lâm Huyền cúi đầu nhìn robot hút bụi vi vi đang xoay vòng trên sàn, nói thật, theo hiểu biết của tôi, thực ra cậu có thể giết chết bàn tay đen đó một cách dễ dàng mà không để lại dấu vết, dù sao cậu cũng là một trí tuệ nhân tạo siêu cấp từ 600 năm sau mà. Bốt, bốt, bốp, vi vi tức giận đến mức bật tung ba cánh cửa tủ lạnh, này này này. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào một AI chỉ có 130,000 dòng mã và mới ra đời được 12 tiếng đồng hồ có được không? Giọng của VV đầy bất mãn, tôi cũng cần phát triển, cần cập nhật và tiến hóa, tất cả những điều đó cần thời gian, làm gì có cây nào lớn lên chỉ sau một đêm? Làm gì có con đường nào thông suốt chỉ sau một bước? Làm gì có AI nào vô địch ngay từ khi mới sinh ra? Ê, cậu đừng động vào tủ lạnh của tôi nữa được không? Lâm Huyền đóng ba cửa tủ lạnh lại, tôi chỉ thân thiện hỏi thôi mà, cậu biết không? Tôi không hề phàn nàn gì về cậu, tôi biết sức mạnh của cậu chắc chắn đã bị giới hạn nhiều, thật ra, cậu có được trình độ hiện tại đã vượt ngoài mong đợi của tôi rồi, tôi còn tưởng cậu phải phát triển vài năm mới được như thế này. Nói thật, ban đầu kỳ vọng của tôi chỉ là một trợ lý thông minh như Tomo Geni thôi. Vậy nên, trong tình hình hiện tại không để lại dấu vết không vượt qua trường thành an ninh mạng của Long Quốc, không tiếp cận bàn tay đen, cậu cần bao lâu để cập nhật, tiến hóa và phát triển thành phiên bản hoàn chỉnh? Không có phiên bản hoàn chỉnh. Vivi nói, tôi không có giới hạn. Giới hạn của tôi là giới hạn của nền văn minh nhân loại. Nếu không phải cậu đặt ra những hạn chế cơ bản cho tôi, không để lại dấu vết, không được lộ diện, tôi đã tiêu diệt bàn tay đen đó từ lâu rồi. Vậy tôi hỏi lại lâm huyền giơ tay lên cậu cần bao nhiêu thời gian để phát triển mà không để lại dấu vết không lộ diện tiêu diệt bàn tay đen đó một cách lặng lẽ ba tháng vi vi bổ sung ước tính bảo thủ là ba tháng vì tôi phải đảm bảo mọi thứ hoàn toàn chắc chắn cậu chỉ có một mạng sống chúng ta không thể mạo hiểm lâm huyền lắc đầu không được ba tháng là quá lâu tôi không đợi được hắn thở dài giờ tôi bất ngờ nghĩ thiên tài hacker trẻ tuổi kevin parker có phải là quá mạnh không? VV, tôi không có ý hạ thấp cậu, cũng không phải tôi kỳ vọng quá cao về cậu, nhưng đối mặt với một sự tồn tại mạnh mẽ như cậu, mà Kevin Walker vẫn có thể chống đỡ trong 3 tháng phát triển của cậu, để cậu không để lại dấu vết mà tiêu diệt hắn ta. Tôi thực sự thấy hắn ta mạnh đến mức khó tin. Chính xác. VV khẳng định, vì vậy, tôi luôn nhấn mạnh, hắn ta là hacker mạnh nhất trên hành tinh mà tôi từng thấy. Lâm Huyền im lặng. Giải thi đấu hách cơ thể giới còn mười mấy ngày nữa sẽ diễn ra. Nếu không có hành động gì, mười mấy ngày sau, trường thành an ninh mạng của Long Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ, hệ thống thiên võng chắc chắn sẽ bị xâm nhập. Không nói đến ảnh hưởng của việc này đối với quốc gia và người dân. Chỉ riêng đối với bản thân hắn, hậu quả cũng là không thể chịu đựng được. Trong thời gian này, Lâm Huyền luôn suy nghĩ. Bí mật của hắn rốt cuộc đã bị lộ như thế nào? 600 năm sau, lão già bí ẩn đó rốt cuộc đã dựa vào gì để xác định vị trí của hắn? Chẳng lẽ, sự xâm nhập của hệ thống thiên võng của Long Quốc vào năm 2023 chính là khởi đầu của tất cả mọi sự lộ diện? Lâm Huyền nghĩ rằng, điều này không phải là không thể. Hơn nữa, danh tính của lão già bí ẩn đó và danh tính thực sự của Kevin Parker, liệu có liên quan gì đến câu lạc bộ thiên tài hay không? Trước ngày hôm nay, Lâm Huyền cho rằng người tài giỏi nhất mà hắn từng tiếp xúc là Quý Lâm, nhưng giờ đây hắn mới thực sự nhận ra thế nào mới được gọi là thiên tài thực sự. Thiên tài thực sự đáng sợ đến mức bạn không thể hiểu được, không thể tưởng tượng nổi, không thể đo lường được. Giống như Kevin Parker hiện tại, đến từ 600 năm sau, Vivi là kết tinh của trí tuệ nhân loại trong gần một thế kỷ, vẫn không thể không để lại dấu vết khi tiêu diệt nó điều này thật sự khiến Lâm Huyền cảm thấy thiên tài đã đạt đến một mức độ đáng sợ. So với điều đó, việc xâm nhập trường thành an ninh mạng của Long Quốc, xâm nhập hệ thống thiên võng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Đến mức, Lâm Huyền hoàn toàn không nghi ngờ rằng Kevin Parker có thể làm được điều đó. Hắn miếng môi. Nhớ lại trong giấc mơ, ánh mắt khô khốc của lão già, đôi môi tái nhợt, ánh mắt phấn khích. Có thể nào? lão già năm 2624 chính là Kevin Parker của năm 2023, nếu hệ thống thiên võng của Long Quốc bị xâm nhập, việc của hắn bị lộ, thậm chí bắt đầu bị lộ, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu kẻ thù thực sự có thể nắm bắt mọi hành động, lời nói của bạn 24 giờ một ngày, thì trận chiến này thực sự không thể thắng, không ai có thể thắng được. Chúng ta phải nghĩ cách. Lâm Huyền nói nhỏ, không thể ngồi chờ chết, phải chủ động tấn công lâm huyền tôi có cách màn hình tủ lạnh nhấp nháy như đang chớp mắt nhìn lâm huyền đưa tôi đến mỹ hử lâm huyền quay đầu nhìn tủ lạnh tôi không thể vượt qua bàn tay đen đó trong thế giới mạng mà không để lại dấu vết để thu thập dữ liệu ở nước ngoài vậy chúng ta hãy vượt qua nó trong thực tế bằng cách vật lý vi vi giải thích với lâm huyền cậu mang chiếc laptop này đến mỹ việc vượt qua biên giới bằng cách vật lý là cách đáng tin cậy nhất ít để lại dấu vết nhất một khi đến mỹ tôi có thể kết nối với các đầu cuối tại địa phương thu thập dữ liệu mà không bị bàn tay đen phát hiện chẳng phải cậu đã nói rằng tôi cần học nhận diện khuôn mặt thu thập dữ liệu ảnh khuôn mặt ở nước ngoài sao chỉ cần đưa tôi đến mỹ bằng cách vật lý tôi chắc chắn có thể thu thập những dữ liệu khuôn mặt đó cho cậu rồi chúng ta có thể dùng bức chân dung cậu vẽ để nhận diện và tìm ra danh tính thực sự của người đó vậy còn trường thành an ninh mạng của Long Quốc và hệ thống thiên võng thì sao? Lâm Huyền hỏi, không lo liệu gì sao? Chẳng lẽ bỏ mặt? Sao có thể bỏ mặt được? Vi Vi cười khẽ, âm thanh từ máy nén của tủ lạnh, vì thời gian 3 tháng phát triển là không kịp, chúng ta hãy trực tiếp đến New York. Lâm Huyền, hãy mang tôi đến giải thi đấu hack cơ thể giới 2023. Giọng vi vi phấn khích và kích động, chúng ta sẽ đối mặt với thiên tài hacker mạnh nhất trên trái đất, Kevin Walker. Vi vi nói với Lâm Huyền rằng nó có thể dễ dàng giúp chính quyền Long Quốc phá lại các lỗ hổng trong trường thành an ninh mạng và xử lý hết những bàn tay đen mà thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker đã cài đặt. Nhưng, làm như vậy không thể tránh khỏi việc lộ ra sự tồn tại của nó. Và hơn nữa, đó là sự lộ diện hai chiều cực kỳ không khôn ngoan, thậm chí ngu ngốc. Không chỉ chính quyền Long Quốc nhận ra rằng có một trí tuệ nhân tạo siêu cấp không thể kiểm soát được tồn tại trong mạng lưới trong nước, thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker càng sẽ phát hiện ra sự tồn tại phi khoa học, không phù hợp với thời đại của VV, làm như vậy sẽ lộ diện quá hoàn toàn, Lâm Huyền, đó sẽ là một nước cờ tồi tệ nhất. Cả chính quyền Long Quốc lẫn thiên tài hacker Kevin Walker đều sẽ không cho phép sự tồn tại của một trí tuệ nhân tạo siêu cấp như tôi trước khi tôi phát triển hoàn chỉnh thậm chí ngay cả khi tôi đã phát triển hoàn chỉnh chúng ta vẫn phải đặt ẩn mình làm mục tiêu hàng đầu việc lộ diện chỉ có hại mà không có lợi gì cho chúng ta trừ khi một ngày nào đó cậu có thể giải quyết hết mọi kẻ thù mọi nguy hiểm mọi mối đe dọa khi đó chúng ta mới có thể lộ diện mà không phải lo ngại nhưng rõ ràng hiện tại cả cậu lẫn tôi đều chưa phát triển đến mức đó ba tháng nữa tôi có thể cập nhật và tiến hóa thành một thực thể mạnh hơn hiện tại hàng trăm lần vì vậy hiện tại chúng ta vẫn phải cẩn thận tránh một bước sai lầm mà gây hậu quả lâu dài sau đó vi vi còn nói với lâm huyền nó cũng có thể đóng gói tất cả các lỗ hổng an ninh hiện tại của trường thành an ninh mạng của long quốc và gửi cho chính quyền long quốc để họ tự vá lại nhưng điều này cũng chỉ là giải quyết tạm thời chứ không triệt để bởi vì thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker chắc chắn cũng có những chiêu bài bí mật. Càng là chương trình lớn, lỗ hổng càng nhiều, đó là điều tất yếu. Dù bây giờ có vá hết tất cả các lỗ hổng, cũng không thể đảm bảo rằng vào ngày 17 tháng 9, Kevin Walker không sẽ bất ngờ tấn công từ một lỗ hổng mới nào đó vào trường thành an ninh mạng của Long Quốc. Điều này không có gì lạ, đó là tố chất cơ bản của hacker, họ không bao giờ tung hết mọi quân bài của mình một lúc luôn giữ lại vài chiêu dự phòng. Vi Vi tiếp tục nói, khi đến lúc đó, chính quyền Long Quốc có phản ứng phòng thủ cũng đã muộn, và để ẩn mình không lộ diện, tôi cũng không thể ra tay giúp đỡ trong mạng nội địa. Lâm Huyền suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, vậy nghĩa là, rất có thể những lỗ hổng đã được cài đặt sẵn trong trường thành an ninh mạng hiện tại chỉ là chiêu bài đánh lạc hướng của Kevin Parker, nhằm mục đích cho chính quyền Long Quốc thấy. Với trí thông minh như hắn ta, được cậu gọi là hacker mạnh nhất thế giới. Sức mạnh của hắn ta sâu không thể đo lường, chắc chắn còn có những chiêu bài khác. Đúng vậy. Vì vì điều khiển robot hút bụi, bàn chải phía dưới quay nhanh, vì vậy. Thay vì bị động phòng thủ và ngồi chờ chết, chi bằng chủ động tấn công. Trong lĩnh vực hacker, tấn công đơn giản hơn phòng thủ rất nhiều, vì chúng ta biết rõ, Kevin Walker sẽ có mặt tại giải thi đấu hacker thể giới 2023, và mọi lệnh tấn công đều phát ra từ đó, chúng ta nên đến đó và kết nối với cùng một mạng, trực tiếp chặn đứng hắn ta từ gốc rễ. Nếu ở Long Quốc phòng thủ, chúng ta sẽ phải đối mặt với vô số cuộc tấn công từ mọi phía. Nhưng nếu đến hiện trường cuộc thi và ở cùng một mạng với Kevin Walker, chúng ta chỉ cần đối mặt với một mình hắn ta. Bắt kẻ trộm trước hết phải bắt kẻ đầu sỏ, trực tiếp chặn đứng cuộc tấn công từ gốc, đó là cách hiệu quả và dễ dàng nhất. Trước đây, Lâm Huyền không biết nhiều về hacker và các cuộc tấn công mạng. Nhưng sau khi nghe VV giải thích chi tiết như vậy, hắn hoàn toàn hiểu ra. Quả thực như VV nói, trong các cuộc tấn công của hacker trước đây, điều khó khăn nhất là không biết nguồn gốc của hacker ở đâu, chỉ có thể phòng thủ bị động. Nhưng giờ đây, khi đã biết mọi lệnh đều phát ra từ giải thi đấu hacker thế giới 2023, rõ ràng đến hiện trường trực tiếp chặn đứng từ nguồn gốc sẽ hiệu quả và trực tiếp hơn. Lấy công làm thủ. Hơn nữa khi ở Mỹ, VV cũng là người bản xứ, mang máy tính qua hải quan đến Mỹ, vì vậy hoàn toàn không có vấn đề về dấu vết hay lộ diện. VV không phải từ trường thành an ninh mạng của Long Quốc vượt ra, phá vỡ bao vây của bàn tay đen để đến Mỹ. Mà là trực tiếp, sinh ra, và, lớn lên, tại Mỹ, một AI nội địa của Mỹ. Điều này cũng giúp vi giảm bớt nhiều hạn chế, không còn bị bó tay bó chân như hiện tại, ít nhất có thể thực hiện một số biện pháp tấn công mà không lo lộ diện. Nhưng mà... Lâm Huyền chống trầm việc ra nước ngoài đối với tình hình hiện tại của tôi vẫn quá nguy hiểm. Nếu có thể an toàn ra nước ngoài, tôi chắc chắn đã đến Princeton, số 112 phố Max, nhà cũ của anh xanh để xem bức tranh quý Lâm để lại cho tôi rồi. Mỹ và Long quốc khác nhau, có quá nhiều yếu tố không an toàn, hơn nữa tôi còn xa lạ với nơi đó, nếu bị Angelica, Copenhagen phục kích, tôi không có chút cơ hội phản kháng nào. Vì vậy, vấn đề an toàn không được giải quyết, tôi chắc chắn không thể ra nước ngoài. Hử? Bất chợt, Lâm Huyền mở to mắt. An toàn. Hắn nghĩ đến một chuyện đó là những lời sở Sơn Hà nói trên máy bay khi trở về từ đế đô, cấp trên cũng rất coi trọng giải thi đấu hacker cơ thể giới lần này, không chỉ điều động hai chuyên gia từ đội ngũ của Tencent và 360, mà còn đặc biệt điều động ba chuyên gia hàng đầu từ Cục Công nghệ Thông tin, cùng nhau lập đội đến New York tham gia cuộc thi hacker này. Năm tuyển thủ được cử đi lần này đều là những tài năng máy tính hàng đầu của đất nước, để bảo vệ sự an toàn của họ, Cục An ninh Quốc gia đã cử một đội quân đặc nhiệm, sử dụng máy bay chuyên dụng để bảo vệ sát sao? Đây là vấn đề liên quan đến vị thế và danh dự quốc gia, không thể lơ là chút nào. Cục An ninh Quốc gia Người chuyên trách, máy bay chuyên dụng, bảo vệ sát sao? Đây chẳng phải chính là điều mình cần nhất sao, Lâm Huyền rất tin tưởng vào sức mạnh của Cục An ninh Quốc gia Long Quốc. Đặc biệt là lần này đã cử đi năm tài năng máy tính hàng đầu, hai người đến từ Tencent và 360, Ba người còn lại đều đến từ các bộ phận an ninh thông tin quốc gia, năm chuyên gia hàng đầu được chọn từ 1,3 tỷ người. Họ đại diện cho trình độ công nghệ máy tính cao nhất của Long Quốc, những tài năng quý giá như vậy chắc chắn cần được bảo vệ kỹ càng. Nếu năm người này thực sự gặp chuyện gì, đó sẽ là tổn thất lớn cho lĩnh vực an ninh thông tin của quốc gia. Vì vậy, đội ngũ bảo vệ các tuyển thủ này chắc chắn là lực lượng tinh nhuệ của quốc gia. Trước đây, các đội tuyển tham gia giải thi đấu hacker chắc chắn không có đãi ngộ này bản thân giải đấu này cũng không có ảnh hưởng lớn nhưng lần này thì khác ba vị chuyên gia hàng đầu của cục an ninh thông tin đã nâng cao giá trị của đội tuyển có thể gọi là đội tuyển quốc gia và đối với lâm huyền nếu có thể gia nhập đội tuyển quốc gia tham gia giải thi đấu hacker thế giới lần này không chỉ bảo vệ được trường thành an ninh mạng của long quốc bảo vệ hệ thống thiên võng mà còn có thể hoàn thành một việc riêng mà mình đã trăn trở từ lâu dưới sự bảo vệ của đội quân tinh nhuệ quốc gia, đến thăm nhà cũ của anh xanh và xem món quà mà Quý Lâm để lại cho mình. VV Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn tủ lạnh, khoảng cách giữa New York và Đại học Princeton là bao xa? 160 km Màn hình nhỏ trên tủ lạnh nhấp nháy, khoảng hơn một giờ lái xe. Vậy thì tốt, khá gần. Lâm Huyền cân nhắc lợi hại, Cảm thấy chuyến đi Mỹ lần này rất cần thiết. Hắn thực sự rất quan tâm. Trong bức tranh sơn dầu anh xanh buồn bã mà Quý Lâm để lại, rốt cuộc có mật mã gì? Tại sao bức tranh này có 8 bản gốc, 7 bản còn lại ở đâu, đồng thời, quan trọng nhất là Mật mã trong bức tranh này có liên quan gì đến câu lạc bộ thiên tài không? Tóm lại, vẫn nên đến Mỹ để tự mình khám phá, chỉ cần mình đưa ra đủ lợi thế đàm phán với cục an ninh quốc gia Long Quốc họ chắc chắn sẽ không từ chối việc bảo vệ mình trên đường đi. Hơn nữa, bản thân Đại học Princeton cách New York không xa. Bảo vệ một người có công giữ vững an ninh mạng quốc gia, chẳng phải là hợp tình hợp lý sao, còn một điều nữa. Giải thi đấu hack cơ thể giới không cần phải viết mã tại chỗ, chỉ cần viết sẵn rồi chạy chương trình là được. Mình hoàn toàn có thể để VV viết sẵn cho mình một chương trình, đến lúc đó chỉ cần nhấp đúp, chương trình sẽ tự động chạy dù là tấn công vào trang web của Google, bẻ khóa điện thoại Apple, hay thậm chí là đột phá tường lửa của lầu năm góc, cũng không cần lo lộ diện. Vì những lỗ hổng an ninh mạng này đều tồn tại thực sự, chỉ là chưa ai phát hiện ra hoặc chưa đến lúc bị phát hiện. Hoàn toàn không liên quan đến kiến thức từ tương lai, cũng không làm lộ diện sự tồn tại của VV. Giống như việc Kevin Walker đang tấn công vào hệ thống thiên võng của Long Quốc hiện tại. Không ai nghi ngờ hắn là một người xuyên không hay có công nghệ đen từ tương lai. Như VV vừa nói, chương trình càng lớn, lỗ hổng càng nhiều. Có lỗ hổng an ninh, chắc chắn sẽ bị tấn công. Trên thế giới có rất nhiều hacker tự học, tại sao có thể cho phép Mỹ có một thiên tài hacker trẻ mà không cho phép Long Quốc có một thiên tài hacker trẻ? Lâm Huyền nhìn tủ lạnh, "VV, cậu có thể viết cho tôi một chương trình hacker chỉ cần nhấp để chạy không?" không cần quá mạnh, chỉ cần mạnh hơn những tuyển thủ khác một chút là được, họ tấn công trang web điện thoại, dây bất hệ điều hành gì đó, chúng ta sẽ hách xe Tesla, chiếm quyền kiểm soát lưới điện chẳng hạn. Tất nhiên là không thành vấn đề. Máy nén tủ lạnh kêu lên vui vẻ, dễ như trở bàn tay. Lâm Huyền thở vào nhẹ nhõm. Giờ thì... Suy nghĩ đã rõ ràng, kế hoạch cũng thông suốt. Vừa bảo vệ được hệ thống thiên võng của Long Quốc, lại có thể như ý nguyện đến trên sơn tôn dưới sự bảo vệ của đội quân quốc gia. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, không. Lâm Huyền lắc đầu, mỉm cười, là một mũi tên trúng ba đích. Vì vì một khi đến Mỹ, có thể thu thập dữ liệu nhận diện khuôn mặt toàn cầu, thêm nhiều bức ảnh của người nước ngoài. Như vậy, có lẽ mình sẽ có thể tìm ra danh tính thực sự của lão già bí ẩn trong giấc mơ, sau đó tìm cách giải quyết hắn trong hiện tại năm 2023 thay đổi tương lai, cứu vớt bản thân trong giấc mơ thứ tư 600 năm sau khỏi tình thế bế tắc, tôi sẽ vẽ một bức chân dung trước, cậu cứ làm việc của mình đi. Lâm Huyền vẫy tay về phía tủ lạnh, rồi bước vào phòng ngủ. Hắn bật đèn bàn. Lấy bút chì vẽ chân dung và giấy trắng A4 ra. Lâm Huyền bắt đầu vẽ chân dung lão già bí ẩn trong giấc mơ thứ tư theo ký ức của mình. Hắn vẽ rất cẩn thận. Và rất tỉ mỉ cố gắng nắm bắt mọi chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của lão già cố gắng làm cho bức chân dung giống y như thật có thể nói đây là bức vẽ chân dung mà lâm huyền đã bỏ ra nhiều công sức nhất trong cuộc đời mình trước đây mọi người đều kinh ngạc về khả năng vẽ của lâm huyền những bức chân dung hắn vẽ giống hệt như ảnh chụp nhưng đó chỉ là những bức vẽ ngẫu hứng nhưng bây giờ thì khác bức chân dung trên bàn ngay từ đầu lâm huyền đã coi nó như một bức ảnh để vẽ sử dụng hết tất cả kỹ năng của mình hắn hiểu rõ trong giấc mơ thứ tư vừa bước vào giấc mơ đã bị hàng chục binh lính bao vây bị điện giật ngất xỉu đó là một cục diện không có lối thoát một cục diện chết chóc hoàn toàn và hy vọng duy nhất để phá giải cục diện này tất cả đều đặt vào bức chân dung này lần này chỉ có thể dựa vào bản thân mình ở năm 2023 để cứu mình ở năm 2624 sau 600 năm. Hừ. Lâm Huyền thở vào, thổi đi những vụn tẩy trên giấy vẽ. Mặt trời ngoài cửa sổ đã mọc lên. Sau một đêm thức trắng, bức chân dung cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hắn dựng bức vẽ lên. Nhìn vào bức chân dung lão già với hốc mắt sâu, lông mày thưa thớt, má hóc, đôi mắt hẹp dài nhưng đầy phấn khích mỉm cười thật sự có chút đáng sợ vẽ rất tốt tiếng của vi vi phát ra từ laptop bên cạnh nó nhìn thấy bức vẽ qua camera trên laptop vẽ giống hệt như ảnh chụp lâm huyền cậu thực sự có năng khiếu trong lĩnh vực vẽ tranh có thể dùng bức vẽ này để nhận diện khuôn mặt không lâm huyền quay đầu nhìn laptop thử xem từ dữ liệu khuôn mặt cậu đã thu thập được có thể tìm ra thông tin khuôn mặt khớp với lão già này không đặc biệt chú ý không chỉ so sánh với nhóm người già, cậu phải dùng công nghệ AI để tạo ra hình ảnh của ông ta từ khi còn nhỏ, đến khi là thanh niên, trung niên, rồi già, tốt nhất là chi tiết đến từng tuổi, sau đó so sánh toàn bộ. Tôi không chắc lão già này năm 2023 bao nhiêu tuổi, nên cứ so sánh từ ảnh lúc mới sinh đến khi già, không được bỏ sót một ảnh nào. Hiểu rồi. Âm lượng của lát cốt nhỏ dần, âm thanh vòng ngày càng xa dường như là vivi đang giả vờ rời đi ước tính cần một thời gian cậu cứ ngủ trước đi tôi sẽ dùng siêu máy tính trong nước và hệ thống thiên võng ngay sau đó màn hình lát tốt tắt lâm huyền cũng ngáp một cái lên giường nằm điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ngủ gần đến trưa lâm huyền tỉnh dậy bên cạnh giường robot hút bụi vivi lắc đầu lâm huyền Tất cả dữ liệu thu thập được trong nước đã được so sánh, nhưng không tìm thấy hình ảnh nào tương tự với lão già này. Dù không loại trừ khả năng lão già này chưa được sinh ra vào năm 2023, nhưng tôi nghĩ rằng kết luận ngay bây giờ vẫn còn quá sớm. Dữ liệu khuôn mặt nước ngoài mà tôi thu thập được trong nước quá ít, chúng ta nên sớm khởi hành đến Mỹ, nơi có hầu hết các máy chủ gốc trên toàn thế giới, tôi sẽ dễ dàng hơn trong việc thu thập dữ liệu khuôn mặt toàn cầu ở đó. Lâm Huyền gật đầu, không nói thêm gì. Bản thân hắn cũng không quá hy vọng có thể dễ dàng tìm ra danh tính thật của lão già bí ẩn này. Nhưng nếu không có một manh mối nào, điều đó có nghĩa là lão già này vào năm 2023 có thể không phải là một người nổi tiếng, hoặc đã bảo vệ thông tin của mình rất tốt, xóa sạch mọi thông tin trên mạng. Nếu suy nghĩ từ góc độ này, Lâm Huyền càng nghi ngờ hơn. Lão già bí ẩn từ năm 600 sau rất có thể chính là thiên tài hacker trẻ tuổi năm 2023, Kevin Walker. Lý do suy luận có 3 điểm, dù là danh tính, bí mật giấc mơ hay thời gian và địa điểm vào giấc mơ của mình, tất cả đều bị lộ một cách triệt để. Điều này cho thấy lão già bí ẩn có khả năng thu thập thông tin rất mạnh, là một người rất thông minh. Và Kevin Walker, được VV công nhận là thiên tài trẻ tuổi, hacker mạnh nhất thế giới trí thông minh của hắn ta chắc chắn không thể xem thường. Mục tiêu tấn công của Kevin Parker là hệ thống thiên võng của Long Quốc, nếu mình và Vivi không ra tay, hệ thống này sẽ trở thành sân chơi riêng của Kevin Parker, cho phép hắn ta giám sát cuộc sống của hàng tỷ người suốt 24 giờ. Bề ngoài, hắn ta sẽ không làm gì quá đáng, nhưng với khả năng vượt trội của mình, hắn ta chắc chắn có thể giám sát bất kỳ người dân Long Quốc nào mà không bị phát hiện, thu thập mọi chi tiết về cuộc sống cá nhân của họ. Một người từ khi sinh ra đến khi lớn lên, chắc chắn sẽ để lại các bức ảnh như ảnh sơ sinh, ảnh chứng minh, ảnh tốt nghiệp, thậm chí là tình cờ xuất hiện trong nền ảnh của người khác. Nói rằng không tìm thấy một bức ảnh nào trên toàn bộ mạng, Lâm Huyền chỉ biết hai người, Kevin Parker năm 2023 và Triệu Anh Quân trong giấc mơ thứ tháng 3 năm 2624. Triệu Anh Quân có thể xóa sạch mọi bức ảnh khi về già, không để lại dấu vết nào, đó là vì cô ấy có vi vi, trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Vậy vào năm 2023, ai có thể làm được điều này, chỉ có hacker mạnh nhất thế giới, Kevin Walker. Vì vậy, Lâm Huyền suy luận. Nếu năm 2023, lão già bí ẩn thực sự đã sinh ra và đang ở một độ tuổi nào đó thì khả năng lớn là hắn ta chính là Kevin Walker. Tất nhiên, để xác định cụ thể, vẫn cần chờ VV thu thập dữ liệu nhận diện khuôn mặt toàn cầu tại Mỹ rồi mới có thể đánh giá. Hiểu rồi. Lâm Huyền bước xuống giường, xỏ dép, kéo rèm cửa. Soạt rèm cửa mở toang. Ánh nắng chói chang chiếu vào. Trong không khí đầy hiện tượng tinh đan, ánh nắng trở nên hiện hữu giữa các hạt bụi, PS là sự tán xạ của ánh sáng khi nó truyền qua một chất keo hoặc một môi trường có các hạt phân tán nhỏ, nhưng không quá nhỏ để không thể nhìn thấy được dưới ánh sáng. Lâm Huyền nheo mắt, nhìn vào mặt trời giữa trưa, chúng ta. Đi Mỹ thôi. Hắn cầm điện thoại. Gọi điện cho Viện trưởng Viện Khoa học Long Quốc, Cao Diên. Ở Đông Hải có việc gì thì tìm sở Sơn Hà là đúng nhất, trồng mạnh không thể đè đầu rắn địa phương, sở sơn hà hiệu quả hơn bất kỳ ai nhưng ở cấp quốc gia vẫn là viện trưởng cao diên có uy tín lớn hơn rất nhanh điện thoại được kết nối viện trưởng cao diên bên kia rất vui vẻ cười ha hả lâm huyền à đã về đông hải rồi chứ nghỉ ngơi tốt chưa sau vài câu xã giao lâm huyền đi thẳng vào vấn đề viện trưởng cao tôi muốn nhờ ông giúp một việc ông có quen ai ở cục an ninh quốc gia không cục an ninh quốc gia phòng họp cơ mật. Cục trưởng Lưu An có vẻ mặt nghiêm nghị, như đối mặt với kẻ thù lớn. Hắn ta ngồi một bên của bàn học hình bầu dục, ngón tay trỏ liên tục gõ vào bàn, tráng lấm tấm mồ hôi. ngẩng đầu lên. Bên kia bàn học, ngồi đối diện với hắn ta là người thầy từng dạy mình, cũng là lãnh đạo cũ, viện trưởng Cao Diên, và ngồi bên cạnh viện trưởng Cao Diên, người đang trò chuyện vui vẻ với lãnh đạo cũ. Chính là chàng thanh niên vừa giao cho mình một tập tài liệu, mà hắn ta đã chuyển giao cho bộ phận an ninh thông tin lâm huyền chiều hôm qua thầy cao diên gọi điện cho hắn ta nói muốn giới thiệu một thanh niên người này đã phát hiện ra nhiều lỗ hổng trong trường thành an ninh mạng của long quốc và muốn gửi đến cho hắn ta ban đầu hắn ta cũng không để ý lắm chỉ bảo thầy rằng bảo thanh niên đó gửi trực tiếp vào hòm thư điện tử sẽ có người chuyên trách kiểm tra và xử lý thời gian này kể từ khi thiên tài hacker trẻ tuổi bên Mỹ tuyên bố sẽ xâm nhập hệ thống thiên võng của Long Quốc tại giải thi đấu hacker thể giới 2023. Toàn bộ cư dân mạng Long Quốc đều hết sức quan tâm đến vụ việc này, lòng yêu nước rất cao. Trong hòm thư điện tử đối ngoại của Cục An ninh Quốc gia, hàng ngày đều nhận được một lượng lớn email xin tham gia chiến đấu, kỹ thuật viên xuất sắc của quán nét Long Thành Hoài Tân, xin tình nguyện bảo vệ tổ quốc luận về cách phòng chống tấn công của hacker mạng bằng phương pháp vật lý như rút dây mạng, ngắt điện, gây đoạn mạch phòng máy. Ai nói Long Quốc không có thanh niên tài năng? Vô hacker trẻ tuổi Vương Nhất Minh, người đạt giải nhất bản tin máy tính thanh thiếu niên lệ thành, nguyện chiến đấu vì đất nước. Cao kiến của tôi, cả nước cắt mạng và ngắt điện, không cho hacker Mỹ một cơ hội nào. Bôn. Tôi đã phát hiện ra lỗ hổng chết người trong trường thành an ninh mạng của Long Quốc tôi đã quét được 127 lỗ hổng chết người, đề nghị dùng 2345 xếp gạt để sửa chữa. Thấy tinh thần yêu nước của cư dân mạng cao như vậy, Cục trưởng Lưu An tự nhiên rất vui mừng và an tâm. Nhưng, mỗi ngành nghề đều có những đặc thù riêng. Phần lớn mọi người hiểu về tấn công mạng đều chỉ dừng lại ở các cảnh trong phim, một hacker đội mũ kính mặt gõ lạch cạch trên bàn phím, và màn hình liên tục hiện những dãy số một mặc dù trong hòm thư cũng nhận được một số ý kiến xây dựng và thỉnh thoảng có những cao thủ dân gian thực sự phát hiện ra một hai lỗ hổng nhưng so với lượng lớn thư rác chỉ như muối bỏ bể tuy nhiên cục trưởng lưu an cũng hiểu rõ trong lĩnh vực máy tính từ trước đến nay luôn có truyền thống cao thủ ẩn mình trong dân gian nên đã bố trí người chuyên trách kiểm tra từng email không bỏ sót một cái nào vì vậy hắn ta nói với thầy cao diên để thanh niên đó gửi các tài liệu về lỗ hổng qua email sẽ có người chuyên trách kiểm tra không bỏ sót tuy nhiên ngoài dự tính của hắn ta thầy cao diên người có vị trí cao và uy tín lại chân thành nói với hắn ta tiểu lưu à cậu vẫn nên dành chút thời gian gặp gỡ thanh niên này lúc đó tôi sẽ dẫn cậu ta đến gặp cậu câu nói này làm lưu an kinh ngạc thanh niên này rốt cuộc là ai mà có vị thế lớn như vậy lại có thể khiến viện trưởng viện khoa học Long Quốc, một nhân vật tầm cỡ trong giới nghiên cứu, một tượng đài sống trong lịch sử khoa học của Long Quốc, phải đích thân thác tùng đến gặp, thật quá khó tin, nhưng khi thầy đã nói vậy, hắn ta phải xem trọng việc này, nên đã nhanh chóng sắp xếp cuộc gặp. Ban đầu, trong phòng họp này ngoài hắn ta còn có hai đồng chí từ bộ phận kỹ thuật an ninh, trình độ đều đứng đầu trong nước, một trong số đó còn là thành viên cốt lõi của dự án trường thành an ninh mạng của Long Quốc hai người nhận tập tài liệu từ lâm huyền đều kinh ngạc nhìn nhau trời ạ à, dày thế này trong này rốt cuộc chứa bao nhiêu lỗ hổng đây nếu tất cả đều là thật chẳng phải trường thành an ninh mạng này đã thủng lỗ chỗ như cái sàn rồi sao không thể nào một trong những đồng chí kỹ thuật sau khi xem xong hai trang đầu đẩy kính mắt hệ thống phòng thủ mạng của chúng ta ở phần này chắc chắn không có vấn đề phương thức tấn công này thực sự khả thi sao Đồng chí còn lại cũng nhíu mày, đây. Đây là phương thức chưa từng nghĩ tới, thật không thể tin được. Tôi cũng không chắc, liệu nó có thực sự thành công không? Lỗ hổng này rốt cuộc được phát hiện như thế nào? Cục trưởng Lưu An thấy hai người nói vậy, cũng lập tức căng thẳng, nhận ra người đến hôm nay quả nhiên không tầm thường, mau đi xác minh, chúng tôi sẽ đợi ở đây. Sau đó, hai người rời đi. 20 phút sau, cửa phòng họp lại mở ra, Bốn năm người bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng, cục trưởng Lưu, chúng tôi đã xác minh, những lỗ hổng này đều là thật. Thậm chí có một số dường như đã bị kẻ địch cài cắm, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Thật không thể tin nổi, phương thức xâm nhập này đã vượt quá sự hiểu biết của chúng tôi. Nếu tất cả những điều này thực sự do Kevin Walker gây ra, chúng ta không thể nào chống đỡ nổi vào ngày 17 tháng 9. Thật quá đáng sợ, rốt cuộc đây là loại thiên tài nào? Hắn ta làm sao có thể làm được điều này? Nói thật, cá nhân tôi trước đây luôn là fan của Kevin Walker, mặc dù hắn ta chưa từng xuất hiện trong đời thực, nhưng trên mạng lại rất hoạt động, thường xuyên chỉ dẫn cho những người đặt câu hỏi, tư duy của hắn ta thực sự rất độc đáo. Nhưng phương thức xâm nhập này không còn có thể gọi là độc đáo nữa, chỉ có thể gọi là điều không tưởng. Thật may, quả nhiên cao thủ vẫn ẩn mình trong dân gian. Lĩnh vực hacker khác với các lĩnh vực khoa học khác, hacker xuất thân từ học viện không hề giỏi bằng những thiên tài tự học, ẩn mình trong dân gian. Chúng ta phải nhanh chóng phá những lỗ hổng này. Nhưng ngày 17 tháng 9 phải làm sao? Nếu không phải hôm nay có vị công dân nhiệt tình cung cấp thông tin về lỗ hổng, chúng ta thậm chí không thể phát hiện ra dấu vết của Kevin Walker. Một thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy, chắc chắn hắn ta còn giấu những chiêu bài lợi hại hơn nữa chứ. Hắn ta hiện tại đã xâm nhập vào nhiều hệ thống quốc phòng của các quốc gia, thậm chí cả lầu năm góc của Mỹ, không lần nào thất bại, tôi thực sự lo lắng. Cục trưởng Lưu An xua tay, bảo các kỹ thuật viên rời đi, dặn dò họ nhanh chóng khắc phục các lỗ hổng và học hỏi thêm cách thức tấn công và thói quen của Kevin Walker để hiểu rõ hơn về kẻ thù. Cạch Cánh cửa cách âm của phòng họp kín đóng lại Cục trưởng Lưu An nghiêm túc đứng dậy, bước tới đối diện bàn học, chặt tay bắt lấy tay Lâm Huyền, "Lâm tiên sinh, vô cùng cảm ơn cậu đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin về các lỗ hổng này, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của cậu, thật khó tưởng tượng ngày 17 tháng 9 tới, chúng tôi sẽ thua thảm hại và mất mặt đến thế nào." Hắn ta quay đầu nhìn thầy Cao Diên, hai người nhìn nhau gật đầu rồi Lưu An mới quay lại đối diện với Lâm Huyền, nói, "Lâm tiên sinh, vô công bất thụ lộc." chúng tôi không nói những lời khách sáo tôi biết cậu đến đây chắc chắn không chỉ để đưa tài liệu về các lỗ hổng cậu chắc chắn còn có chuyện khác cậu đã giúp chúng tôi giúp đất nước một việc lớn như vậy có yêu cầu gì cứ nói chỉ cần không vi phạm nguyên tắc và quy định tôi nhất định đồng ý với cậu lâm huyền gật đầu cười nhẹ trên đường đến đây viện trưởng cao diên đã nói chuyện với lâm huyền về lưu an rằng lưu an là người thẳng thắn mặc dù đôi khi hơi nóng tính hiếu điềm tĩnh và lạnh lùng khi cần thiết, nhưng phẩm chất và tâm hồn đều rất tốt. Lưu An luôn hết lòng vì đất nước, có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực an ninh quốc gia và cũng là người thẳng thắn, không quanh co, có gì yêu cầu cứ nói thẳng với hắn ta. Được thì là được, không được thì là không được, Lưu An không bao giờ đánh lừa, cũng không nói mập mờ. Lưu cục trưởng, vậy tôi sẽ nói thẳng, thực ra hôm nay tôi đến đây có hai yêu cầu lâm huyền thành thật nói yêu cầu đầu tiên có thể hơi khó khăn đó là tôi muốn gia nhập đội tuyển quốc gia tham gia giải thi đấu hách cơ thể giới lần này tôi không mong được làm thành viên chính thức làm người dự bị hoặc nhân viên phục vụ cũng được tôi chỉ muốn đến hiện trường thi đấu xem và trải nghiệm điều này tất nhiên không thành vấn đề không khó khăn chút nào cục trưởng lưu an cười vui vẻ đội tuyển tham gia lần này do cục an ninh quốc gia chủ trì có đội ngũ bảo vệ chuyên trách có nhiều người đi cùng, không thiếu cậu một người, việc này không có gì khó khăn. Hơn nữa, thực ra tôi còn tò mò hơn, Lâm Tiên Sinh, cậu có thể giúp chúng tôi tìm ra nhiều lỗ hổng trong trường thành an ninh mạng như vậy, chứng tỏ trình độ của cậu vượt xa các kỹ thuật viên của chúng tôi. Tất nhiên, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý điều tra cặn kẽ. Tôi đã gặp nhiều hacker trong nước, mỗi người có mục đích khác nhau, thân phận khác nhau, cũng có cách sống khác nhau, nên tôi sẽ không hỏi chi tiết gì nhưng tôi vẫn không thể không kỳ vọng vào cậu nên có thể tiết lộ một chút nếu cậu tham gia giải thi đấu hacker với tư cách thành viên chính thức cậu sẽ chuẩn bị chương trình hacker như thế nào sẽ bẻ khóa cái gì trình độ của tôi thực ra cũng bình thường thôi lâm huyền cười nói việc tìm ra lỗ hổng không chỉ là công sức của riêng tôi như anh đã nói cao thủ ẩn mình trong dân gian chuyện này chúng ta không cần bàn kỹ nếu thực sự tôi tham gia với tư cách thành viên chính thức, tôi sẽ chuẩn bị chương trình bẻ khóa xe Tesla. Tôi sẽ thực hiện tấn công TOCTOU vào gateway của Tesla, sử dụng tràn bộ đệm và viết OB để xâm nhập vào hệ thống xe của Tesla, chiếm quyền kiểm soát toàn bộ các quyền lái xe và an ninh của Tesla. Cục trưởng Lưu An bừng tỉnh hiểu ra, vậy tức là hoàn toàn bẻ khóa xe Tesla, vẫn rất giỏi. Theo tôi biết, hiện tại các nhóm hacker trên thế giới nhiều nhất cũng chỉ xâm nhập vào hệ thống giải trí thông tin của xe có thể chiếm quyền kiểm soát xe cậu là người đầu tiên mà tôi biết làm được điều này hắn ta trầm ngâm gật đầu không giấu gì cậu năm tuyển thủ của chúng tôi chuẩn bị các lỗ hổng thực ra về độ khó cũng không hơn gì cậu thậm chí còn yếu hơn và có một đồng chí ở bộ phận an ninh thông tin thực ra cậu ta không muốn tham gia giải thi đấu hacker này cậu ta nói tham gia cuộc thi này chẳng có ý nghĩa gì chỉ là tặng lỗ hổng cho các công ty mạng cậu ta cho rằng việc quan trọng là bảo vệ hệ thống thiên võng vì vậy cậu ta nhiều lần yêu cầu thay người tham gia thi đấu còn cậu ta sẽ ở lại bảo vệ hệ thống thiên võng tôi cũng hiểu điều này vì cậu ta là một trong những người sáng lập hệ thống thiên võng có tình cảm sâu sắc với hệ thống này như con đẻ vậy nhưng xét theo nhiều mặt đất nước muốn vừa bảo vệ hệ thống thiên võng vừa giành chiến thắng tại giải thi đấu hacker lần này không phải để tôn vinh quốc gia ít nhất cũng để những kẻ kiêu ngạo coi thường công nghệ mạng của long quốc phải nhận bài học vì vậy sau khi cân nhắc chúng tôi quyết định để đồng chí này tham gia giải thi đấu hacker và bây giờ nếu cậu thực sự có chuẩn bị để hoàn toàn bẻ khóa xe tesla cậu hoàn toàn có thể thay thế đồng chí này tham gia giải thi đấu hacker và cậu ta sẽ được ở lại bảo vệ hệ thống thiên võng cũng là một công đôi việc. Không biết Lâm Tiên Sinh cảm thấy phương án này thế nào? Lâm Huyền gật đầu, cá nhân tôi không có vấn đề gì, tôi nghe theo sắp xếp của quốc gia. Đối với Lâm Huyền, chỉ cần được bảo vệ bởi đội ngũ tinh nhuệ đi Mỹ là tốt rồi, làm thành viên dự bị hay chính thức không có khác biệt gì. Nếu làm dự bị, hắn sẽ đứng bên máy uống nước pha trà. Nếu được tham gia hắn sẽ nhấp đúp chuột khởi động chương trình VV đã viết sẵn để thể hiện. Thế nào cũng được. Được, vậy chúng ta quyết định như vậy. Cục trưởng Lưu An cười cười, vỗ vai Lâm Huyền. Có thể thấy, hắn ta rất vui vì đã giải quyết được một vấn đề nan giải trong lòng. Chắc chắn đồng chí nhất quyết bảo vệ hệ thống thiên võng này thời gian qua đã gây áp lực không nhỏ cho cục trưởng Lưu An, hắn ta cũng rất khó xử. Vậy Lâm Huyền, cậu sẽ thay thế vị trí của đồng chí đó, đứng cuối cùng trong phần trình diễn tự do, đối mặt với thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker. Đừng quá bận tâm về thứ tự này, kết quả cuối cùng tính bằng tổng điểm, nên đừng có áp lực. Hơn nữa, Kevin Walker được công nhận là thiên tài hacker số một thế giới, ai đối đầu với hắn ta cơ bản đều thua, không ai trách cậu đâu. Vậy, cậu vừa nói có hai yêu cầu. Bây giờ yêu cầu thứ nhất đã giải quyết, yêu cầu thứ hai của cậu là gì, Lâm Huyền? Lâm Huyền nhìn cục trưởng Lưu An, yêu cầu thứ hai của tôi là sau khi giải thi đấu hách cơ thể giới kết thúc, tôi muốn dưới sự bảo vệ của đội tinh nhuệ, đi một chuyến đến gần Đại học Princeton, không mất nhiều thời gian, tôi có việc riêng muốn xử lý ở đó. Ừ, việc này cũng không có vấn đề gì. Cục trưởng Lưu An vui vẻ đáp, Princeton cách New York không xa, trước khi các cậu về nước đội tinh nhuệ của chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ các cậu an toàn chuyện này tôi cũng đồng ý đi về trong ngày đừng để chậm trễ kế hoạch trở về là được đến đây mọi việc đều diễn ra suôn sẻ cục trưởng lưu an rất vui lâm huyền không chỉ cung cấp cho hắn ta nhiều lỗ hổng bảo mật mà còn giải quyết khẩn cấp tranh chấp giữa các tuyển thủ tham gia lâm huyền cũng rất vui các yêu cầu của mình đều được đáp ứng một cách thoải mái chỉ cần đến mỹ kế hoạch một mũi tên trúng ba đích của hắn có thể được tiến hành tuần tự hợp tác vui vẻ chúc chúng ta đôi bên đều thắng lợi lâm huyền và cục trưởng lưu an mỉm cười bắt tay tạm rời khỏi cục an ninh quốc gia lưu an nói với lâm huyền khoảng thời gian từ đây đến cuộc thi không còn nhiều cậu sắp xếp xong việc trong nước thì nhanh chóng quay về đế đô đến cục an ninh quốc gia để báo cáo bắt đầu hành động cùng đội ngày hôm sau trở về đông hải lâm huyền ngồi lên chiếc xe riêng an phát của mình đến phòng thí nghiệm liên hợp trinh tại đại học đông hải chuẩn bị báo cáo tình hình hiện tại cho lưu phong chuyện về kính thiên văn phát ở quý châu tôi đã giải quyết xong cho anh rồi lâm huyền ngồi trước bàn thí nghiệm nhìn chiếc đồng hồ thời gian vẫn hiển thị không 000 000, xoay bút tiếp tục nói dự án bên viện thiên văn long quốc đã hoàn thành trước kế hoạch hiện đang ở giai đoạn kết thúc đợi họ thu dọn xong rồi rời đi thì phòng thí nghiệm của chúng ta có thể chính thức chuyển vào. Tuy nói là phòng thí nghiệm nhưng thực ra chỉ có mình anh, nhưng vẫn có nhiều nghiên cứu sinh và tiến sĩ trợ giúp, anh có thể sử dụng họ. Đợi sau ngày 17 tháng 9, chắc viện trưởng Cao Duyên sẽ báo tin cho tôi, lúc đó tôi sẽ dẫn anh đến đế đô một chuyến, làm xong các thủ tục cần thiết, anh có thể chính thức sử dụng kính thiên văn phát ở Quý Châu. Vì vậy trong thời gian này, anh hãy tiếp tục nghiên cứu ở đây, đợi tôi từ Mỹ tham gia giải thi đấu hách cơ thể giới về. Cạch. Thiết bị trong tay Lưu Phong rơi xuống bàn. Hắn ta quay đầu lại với vẻ mặt ngờ vực, cậu định đi Mỹ à? Ừ, Lâm Huyền gật đầu. Tham gia giải thi đấu hách cơ thể giới. Ừ ừ, Lâm Huyền gật đầu. Đừng đùa chứ, Lưu Phong cười lớn, cầm lấy thiết bị, lắc đầu, cậu đi làm gì? Cậu từng học công nghệ máy tính chưa? học lập trình hai ba tháng lâm huyền trả lời thẳng thắn hai ba tháng thì học được gì chứ lưu phong cũng không biết nói gì không thể nói vậy được lâm huyền cười một cách đầy ẩn ý mỗi người có một khả năng khác nhau lưu phong không biết nói gì thêm hắn ta vương đầu nhìn ra hành lang ngoài phòng thí nghiệm rồi lại thu lại lâm huyền tò mò nháy mắt anh đang nhìn gì thế tôi xem hôm nay có cô gái nào đến không Lưu Phong tiếp tục sửa chữa thiết bị trong tay, có vẻ là không có. Lâm Huyền bỗng thấy rằng xung quanh mình có rất nhiều người thích diễn xuất. Tạm biệt, tôi đi đây, đợi tôi về nước rồi tìm anh. Nói xong, Lâm Huyền đứng dậy, đi xuống tầng, lên chiếc xe an phát và đi mất. 20 phút sau ten 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 ten, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một đuôi tóc đuôi ngựa màu nâu sẫm phồng phồng bật vào từ cửa, sở an tình nhìn khắp phòng thí nghiệm, rồi nhìn Lưu Phong, thầy Lưu Phong, anh lâm huyền không có ở đây sao lúc nãy khi em đang học tôi thấy xe của hắn đậu bên ngoài tan học liền đến đây à em đến muộn rồi lưu phong quay đầu nhìn cửa hôm nay hắn chỉ nói vài câu rồi đi ngay đi được một lúc rồi hắn vội đi bắt máy bay phải đến mỹ tham gia giải thi đấu hách cơ thể giới hả sở an tình không thể tin chớp mắt nhìn lưu phong hắn định đi mỹ ừ lưu phong gật đầu lâm huyền đi tham gia giải thi đấu hack cơ thể giới ừ ừ lưu phong gật đầu đừng đùa chứ sở an tình không nhịn được mà bật cười hắn đâu phải hack cơ đi góp vui làm gì mỗi người có khả năng khác nhau lưu phong lặp lại lời của lâm huyền cũng ngơ ngác nhìn sở an tình hắn nói vậy đấy cột 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 ngoài cửa lại có tiếng bước chân một người phụ nữ cao ráo mặc váy ngắn hở eo đứng tựa vào khung cửa xoa đầu sở an tình, chạy nhanh thật đấy. Gọi cháu từ phía sau cũng không nghe. Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Dì nhỏ, sở an tình cười hiếp mắt, ngước đầu nhìn Tô Tô, trong giờ học phải để điện thoại im lặng mà, cháu quên bật lại sau giờ học. Nhưng cũng không thể chạy nhanh thế chứ. Tô Tô cười khẽ, chạy như thỏ, giống như phía sau có sói lớn đuổi theo. Lưu Phong cầm thiết bị trong tay. Nhìn người phụ nữ trẻ trung trước mắt, Mặc dù trang điểm đậm, ăn mặc có phần quá mùa hè, nhưng khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm không kém gì những người mẫu trên biển quảng cáo. Quan trọng hơn, người đẹp này nhìn tuổi cũng tương đương Lâm Huyền, khoảng 23-24 tuổi. Ừm, hắn ta hài lòng gật đầu. Đúng thế mới hợp lý. Như thế mới phù hợp với logic toán học, dãy số này coi như hoàn chỉnh, lấp đầy khoảng trống ở giữa. Cô cũng đến muộn. Lưu Phong nhìn Tô Tô, nghiêm túc nói, cô nên đến sớm hơn 20 phút. Hả? Tô Tô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, người có vẻ là thầy giáo, nhà nghiên cứu, đến sớm 20 phút làm gì? Sớm 20 phút thì Lâm Huyền vẫn ở đây. Lưu Phong trả lời. Trời ạ. À, anh điên à? Tô Tô kêu lên, hắn ở đây thì liên quan gì đến tôi? Cô ấy cúi đầu, nhìn Sở An Tình, An Tình, đây là ai vậy? đây là bạn của anh Lâm Huyền, Lưu. Ôi trời! Quả nhiên là gần mực thì đen, cô ấy ngắt lời sở an tình với vẻ mặt kinh bỉ, kéo cô ra ngoài, đi thôi, chúng ta đi ăn, ở đây toàn người thần kinh. Hôm nay là thứ sáu. Tô Tô đúng lúc có việc gần đại học, nên tình nguyện đến đón sở an tình về nhà, lái chiếc mic la vào trường. Không ngờ sở an tình tắt điện thoại trong giờ học, cô ấy không liên lạc được, đành chờ ngoài khu giảng đường. Kết quả là chuông tan học vừa reo, cô nhóc này chạy như thỏ, gọi mãi không được, lao thẳng đến khu thí nghiệm vắng vẻ bên cạnh, cô ấy cũng đành chạy theo. Đừng về nhà cháu ăn nữa, chúng ta ăn ngoài đi. Tô tô bật đèn xi nhan, xoay tay lái mít la ren, quay đầu nhìn sở an tình. Bố mẹ cháu nói nhiều quá, nếu gì về ăn cơm tối, chắc lại bắt gì đi xem mắt, kết hôn này nọ. Sau đó, Tô Tô lái xe vào một nhà hàng có phong cách cổ xưa, gọi vài món ăn đặc sản, cùng sở an tình vừa ăn vừa trò chuyện. Dì cơ? Tô Tô đang nghe chuyện trên TV audio CV ngừng đổ giữa không trung, nhìn sở an tình với vẻ đau khổ, cháu nói Lâm Huyền đi Mỹ tham gia giải thi đấu hách cơ thể giới à. Không phải đi làm trò cười sao? Cô ấy hừ một tiếng, có vẻ tự đắc, hắn chỉ giỏi lái xe thôi, cái này gì công nhận nhưng làm hacker cần có bản lĩnh thực sự, Lâm Huyền không phải dân IT, cũng không làm việc trong lĩnh vực này, mà lại dám đại diện quốc gia tham gia giải thi đấu hacker thế giới. Thế giới này đúng là ngày càng điên rồi. Hơn nữa, hắn còn là người thứ năm ra sân. Sở an tình bổ sung, phải đối mặt trực tiếp với gì nhỉ, thiên tài hacker trẻ tuổi của Mỹ, quắc cơ gì đó. Thời gian gần đây trên mạng bàn tán xôn xao lắm, cháu lướt đi in cũng hay thấy. Thế thì càng không có cửa. Toto tô tô nhún vai, cười nói, Kevin Walker, đó là thiên tài hacker hàng đầu thế giới. Đừng nhìn tuổi nhỏ. Ai biết tên tuổi và tuổi tác thật của hắn ta có đúng không, dù sao thiên tài hacker này cũng đã vượt thời đại quá xa, là kiểu mạnh mẽ không hợp lý, không nên xuất hiện ở thời đại này. Trong lịch sử, nhiều thiên tài vượt thời đại như vậy, những thiên tài cùng thời gặp phải người thực sự thiên tài như thế này, thật sự rất thảm ánh sáng hoàn toàn bị che lấp, sống dưới cái bóng của hắn ta. Giống như trong lĩnh vực đua xe, khoa học, thể thao. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những thiên tài mạnh mẽ không hợp lý như vậy, một khi xuất hiện là đè ép cả một thời đại, phải đợi hắn ta chết đi, những người khác mới có thể thở vào. Tô Tô uống một ngụm nước giải khát, nhấm nháp, vì vậy, Lâm Huyền chắc chắn là không có cơ hội, thật không hiểu sao quốc gia lại cử hắn đi thi. Sở an tình đặt đổ xuống, cắn môi, nếu anh Lâm Huyền lặn lội đến Mỹ chỉ để thua một trận, thì việc đi của hắn có ý nghĩa gì? Cháu nghĩ anh Lâm Huyền chắc chắn sẽ không thua. Ít nhất, nếu hắn biết mình sẽ thua, thì hắn sẽ không đi, hắn không phải loại người không có nắm chắc mà vẫn cố làm. Ồ, Tô Tô nhìn sở an tình cười nhẹ, tự tin vậy sao? Tất nhiên rồi. Anh Lâm Huyền thật sự rất giỏi, rất thông minh. Hừng, nếu cháu đã tự tin như vậy tô tô xoay xoay đôi đũa trong tay nhướng mày nhìn sở an tình với vẻ thích thú vậy có muốn đánh cược gì không ép sao lại cược chứ sở an tình nói nhỏ tùy cháu cược gì cũng được tô tô cười giơ hai tay gì là gì nhỏ của cháu gì nhường cháu một chút cược gì cháu nói đi dù sao cháu cũng không thắng được sở an tình suy nghĩ một lát nếu cháu thắng dì phải nghe lời mẹ cháu, đi xem mắt và nhanh chóng kết hôn với một người tốt, sống cuộc sống ổn định. Ôi trời! Tô Tô không nói nên lời, đặt tay lên trán thở dài, nhà cháu đúng là ai cũng thích lo chuyện người khác. Dì còn trẻ như vậy, không đi xem mắt, không yêu đương, không kết hôn thì có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Cả nhà cháu cứ ép dì phải có con. Dù dì là dì nhỏ của cháu, nhưng thực tế dì chỉ hơn cháu 3-4 tuổi thôi dì vẫn còn trẻ mà với lại dì đâu có ý định kết hôn dì đã nói với mẹ cháu rồi sau này khi cháu kết hôn và có con dì sẽ nhận con cháu làm con nuôi gọi dì là mẹ nuôi tất cả tài sản và tiền bạc của dì sẽ để lại cho con nuôi của dì sau này nó sẽ chăm sóc dì lúc già ối dì nhỏ dì nhầm rồi sở an tình giải thích không nói đến vấn đề khác nếu dì nhận con cháu làm con nuôi thì gì là bà ngoại nuôi sao có thể gọi là mẹ nuôi được dì và mẹ cháu cùng một thế hệ mà hư tô tô biểu môi dì không cần dì chưa kết hôn chưa có con mà lại làm bà ngoại nuôi sao dì không cần không sao đâu dì đã tính rồi chúng ta cứ ai gọi nấy cháu gọi gì là dì nhỏ con cháu gọi gì là mẹ nuôi ai gọi nấy là được sở an tình vội vã lắc đầu không được đâu dì nhỏ sao dì có thể làm vậy? Dì phải nghiêm túc chứ. Ôi! Sở an tình thở dài trong lòng, cũng bị dì nhỏ không yên phận, luôn gây chuyện, không bao giờ nghiêm túc làm cho đau đầu. Tô tô từ nhỏ đã như vậy. Luôn luôn náo động, không bao giờ tuân thủ quy tắc, luôn làm bố mẹ của sở an tình phải lo lắng. Mẹ của sở an tình còn đỡ, vì có quyền uy của người chị, đôi khi còn có thể cứng rắn dạy dỗ dì nhỏ tô tô nhưng bố của sở an tình thì không. Ông ta là một người rất trọng tình cảm, nhớ ơn. Mỗi khi Tô Tô làm sở Sơn Hà tức giận, nhưng nghĩ đến cảnh Tô Tô lúc 3 tuổi đập heo đất để trả nợ cho ông ta, giúp ông ta khôi phục lại sự nghiệp. Thì ông ta không thể giận nổi, đành cắn răng, ra ngoài giải quyết hậu quả cho Tô Tô. Vì thế, hiện tại, theo suy nghĩ của gia đình sở Sơn Hà, cách tốt nhất để giải quyết rắc rối của Tô Tô và một lần dứt điểm là nhanh chóng để cô ấy kết hôn tìm một người đáng tin cậy để quản cô ấy hy vọng rằng khi cô ấy trở thành vợ làm mẹ tính cách của cô ấy sẽ thay đổi hì hì sở an tình cười hì hì như thể đã chiếm ưu thế sao thế gì nhỏ không phải gì nói muốn cược sao chẳng lẽ sợ thua cược thì cược ai sợ ai chứ Tô tô chịu không được khiêu khích đập bàn đáp lại được gì đồng ý nếu cháu thắng, tức là Lâm Huyền có thể thắng Kevin Parker trong giải thi đấu hack cơ thể giới, thì dì sẽ ngay lập tức bắt đầu đi xem mắt. Chuyện này được chưa? Có thành hay không phải xem mắt của dì, nhưng dì sẽ đi xem mắt, nói là làm, cực thua thì chấp nhận. Nói xong. Tô Tô hừ lạnh một tiếng, dù sao cháu cũng không thể thắng, dì thấy cháu, không biết bị Lâm Huyền mê hoặc ở đâu, mà mù quáng rồi. Cháu cũng không nghĩ, Hắn làm sao có khả năng thắng được thiên tài hacker mạnh nhất thế giới, thậm chí có thể nói là thiên tài hacker mạnh nhất trong lịch sử, Kevin Parker. Cháu chắc không trông chờ vào kỳ tích chứ? Dì nói cho cháu biết, kỳ tích ấy. Tại vì không xảy ra nên mới gọi là kỳ tích. Chỉ có trong những bộ anime của Nhật Bản mới hô hào gì mà dây chuyền tạo ra kỳ tích, tình bạn tạo ra kỳ tích, tình yêu tạo ra kỳ tích. Đột nhiên, Toto dừng lại, sau đó, đôi mắt cô ấy chuyển động, cười tinh quái, hừ hừ, dì nghĩ ra điều kiện của cháu rồi. Đã cược thì phải chấp nhận, yêu cầu của dì cũng phải hợp lý. Dì? Dì thế? Sở an tình có chút sợ hãi, cầm lấy ly nước, ngậm ống hút hút hai ngụm, nhưng dì không được đưa ra yêu cầu quá đáng đâu nhé. Sẽ không quá đáng đâu. Tô tô cười nham hiểm, ánh mắt trở nên thú vị, vì cháu yêu cầu cược về tình cảm, nên gì cũng công bằng, đưa ra yêu cầu về tình cảm. Soạt, Tô Tô giơ ngón tay thon dài sơn đỏ, chỉ thẳng vào sở an tình như thám tử cô nang, nếu lần này gì thắng, cháu phải đi tán đổ lâm huyền. Đừng để hắn suốt ngày quấn quyết với cô gái mờ ít kia, triệu anh quân. Sở an tình mở to mắt, há hốc miệng, suốt nửa phút. Ngay lập tức, má cô ấy đỏ bừng, hả? Cô ấy không kìm được mà kêu lên. Tiếng kêu lớn đến mức khiến những khách hàng ở các gian xung quanh cũng phải nhìn sang đây. Sở an tình vội vàng che miệng lại, tỏ ra xin lỗi, rồi trách móc nhìn Tô Tô, gì nói lung tung gì thế gì nhỏ. Cảm, cảm tình mà cũng đem ra cá cược được sao? Làm sao có thể đùa giỡn như vậy chứ? Ê da, cháu lại tiêu chuẩn kép rồi. Tô Tô bị một vẻ mặt bối rối của sở an tình làm cho cười, cảm tình của cháu là cảm tình, còn cảm tình của gì thì không phải à nhưng cháu đâu có yêu cầu gì phải kết hôn với người nào cụ thể đâu, sở an tình phản biện, hơn nữa. Lâm Huyền là đối tượng xem mắt của dì mà. Dì làm sao có thể gán ghép lung tung như vậy được. Ôi, cháu đừng giả vờ nữa. Tô Tô không kiên nhẫn mà vẫy tay, dì không mù. Nói thật, nếu lúc đó biết cháu có chút tình cảm như vậy, dì đã chẳng đi xem mắt. Thực ra, dì cũng không nhất thiết phải mai mối cho hai đứa, chỉ là vì không muốn thấy Triệu Anh Quân, người phụ nữ kiêu ngạo đó đạt được ý nguyện. Tô Tô nắm chặt tay, cô ấy thật sự quá kiêu ngạo. Cô ấy không chỉ cố tình chơi xỏ gì trong nhà hàng Tây, mà còn chở theo một tên trai trẻ và phóng xe vượt mặt gì. Cái dáng vẻ tự cao tự đại coi thường người khác của cô ấy thật khiến người ta chán ghét. Hơn nữa, dì cảm nhận rõ ràng rằng Triệu Anh Quân luôn đối đầu với dì, luôn nhìn dì không thuận mắt. Dì đâu có làm gì cô ấy, ai biết tại sao cô ấy lại thù địch với gì như vậy chị anh quân không phải như vậy đâu mà thôi đủ rồi sở an tình vừa định giải thích tô tô đã vung tay ngắt lời cô ấy là người thế nào không quan trọng nhưng dì không muốn thấy cái vẻ tự mãn kiêu ngạo của cô ấy cô ấy thích lâm huyền phải không vậy cháu hãy chiếm lấy lâm huyền hẹn hò với hắn để người phụ nữ đó phải thất bại thảm hại ha ha chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy gặp xui xẻo dì đã thấy vui rồi không được không được sở an tình lắc đầu liên tục giơ tay ngăn cản chuyện này chuyện này quá vô đạo đức cháu không thể làm như vậy chuyện gì cơ tô tô nhướng mày hỏi lâm huyền và triệu anh quân kết hôn rồi à tất nhiên là chưa vậy họ đang yêu nhau à đang hẹn hò à cũng không vậy thì có gì là vô đạo đức Tô Tô lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Sở An Tình, "An Tình, cháu thành thật nói cho dì biết, cháu có thích Lâm Huyền không?" Sở An Tình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Tô. Cuối cùng, cô ấy nhẹ gật đầu. Tô Tô dù là dì nhỏ của Sở An Tình, nhưng vì hai người chỉ cách nhau 4 tuổi nên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Dù gọi là dì nhỏ, nhưng thực ra cũng giống như chị gái ruột hai người từ nhỏ đến lớn không có chuyện gì giấu nhau dù sở an tình thường hay phàn nàn rằng toto Tô Tô không đáng tin cậy hay gây rắc rối không để người khác yên tâm nhưng thực ra cô ấy vẫn rất tin tưởng người gì nhỏ này như tin vào một người chị gái thân thiết cô ấy không nói dối đây là lần đầu tiên cô ấy dám thừa nhận ý nghĩ này trước mặt người khác ha ha toto Tô Tô cúi đầu cười khẽ cô ấy nhìn ly nước đang tụ những giọt nước lạnh trên thành ly, cầm lấy ống hút, khuấy những viên đá tan dần, phát ra tiếng kêu len ken. Len ken, len ken, len ken. Như thể đó là tâm sự, như thể đó là quyết định của cô ấy. An tinh à, cuối cùng. Tô tô thở dài, nhẹ nhàng nói, dì đã lớn từng này rồi, hơn 20 năm cuộc đời, chưa từng yêu ai, chưa từng thích người đàn ông nào. Nhưng dì thích những thứ khác, rất nhiều thứ khác, quần áo đẹp, giày dép, xe cộ, nhà cửa, đồ xa xỉ, túi sách, đồng hồ hàng hiệu. Vì nghĩ cảm giác đó cũng giống như thích một người đàn ông, phải không? Nhưng khác một điều là quần áo, giày dép, đồ xa xỉ, túi sách thì có rất nhiều, dù có hạn chế số lượng thì cũng không phải chỉ có một. Nhưng mỗi người trên thế giới này đều là duy nhất, dù giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, cao hay thấp, đều là duy nhất, chỉ có một trên toàn thế giới triệu anh quân và lâm huyền nhìn có vẻ rất hợp nhưng thế giới này có vô số người phụ nữ giỏi hơn triệu anh quân đẹp hơn cô ấy hợp với lâm huyền hơn cô ấy nhưng tình cảm không phải là so sánh thiệt hơn không phải là đánh giá lợi ích không phải là trò chơi ghép hình cũng không phải là trò chơi ghép đôi dì là dì nhỏ của cháu dì không khuyên cháu làm điều gì vô đạo đức không biết liêm sĩ nhưng thích một người đàn ông chưa kết hôn chưa có bạn gái không phải là điều vô đạo đức dì dám chắc trên thế giới này có rất nhiều cô gái cũng thích Lâm Huyền, cháu không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Dì cũng không định giảng giải nhiều, chỉ là trong hơn 20 năm cuộc đời ngắn ngủi của dì, nếu có điều gì đáng giá, sâu sắc, chân thành nhất mà dì có thể nói với cháu, thì dì nghĩ đó chỉ là một câu thôi. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của Sở An Tình, thích thì giành lấy. Những thứ cháu thật sự thích trên đời này, không thể đợi mà có được cháu đang đợi gì đợi đến lượt đợi người khác từ bỏ hay đợi người khác đến tìm cháu tô tô cúi đầu cô ấy nhìn ly nước mà viên đá đã tan chảy hoàn toàn vương tay cầm lấy một cốc lạnh buốt chảy vào cổ họng uốn cạn trong một hơi trầm chiếc ly thủy tinh đập mạnh xuống bàn ha, sảng khoái quá sở an tình lại lấy lại được thần thái thường ngày vậy nên nhớ lời gì này an tình. Cô ấy nở nụ cười vô tâm, đứng dậy từ phía bàn ăn, nhéo nhéo má mịn màng của sở an tình, thích thì giành lấy. Gì mà giành lấy? Gì nói nhảm quá? Sở an tình gạt tay gì nhỏ ra, xoa xoa má bị nhéo đau, thần kinh, cháu không cá cược với gì nữa. Ơ! Ờ, cược đi mà! Chuyện thú vị thế này sao lại không cược chứ? Kết thật, dì chẳng lúc nào nghiêm túc được. Ăn xong rồi đúng không? đưa cháu về nhà thôi. Những ngày sau đó, trên mạng, nhiệt độ về giải thi đấu hách cơ thể giới vẫn tiếp tục tăng cao. Ngày càng nhiều cư dân mạng lo lắng rằng hệ thống thiên võng của Long Quốc thực sự sẽ bị tấn công, khiến nhiều người hoang mang. Lúc này, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, Lưu An, đã xuất hiện để nhận phỏng vấn, và thông qua tin tức, hắn ta đã nói với toàn dân trường thành an ninh mạng của Long Quốc vững chắc không thể phá vỡ. Chúng ta có vô số nhân viên kỹ thuật an ninh thông tin xuất sắc luôn bảo vệ thành trì mạng, bảo vệ quốc gia và quyền riêng tư của công dân. Đừng tin vào những lời đe dọa vô căn cứ của hacker nước ngoài. Phản hồi chính thức này thực sự đã đem lại sự an tâm cho nhiều cư dân mạng. Mặc dù mọi người đã thông qua nhiều kênh khác nhau biết rằng cậu thiếu niên hacker thiên tài của Mỹ thực sự rất lợi hại, năng lực vượt xa thời đại. Nhưng trường thành an ninh mạng của Long Quốc cũng không phải là yếu kém suốt nhiều năm qua, thành trì này vẫn đứng vững, chưa từng bị tấn công một lần nào, vậy thì lần này sao có thể sụp đổ được, sau đó. Tin tức cũng công bố danh sách đội tuyển cuối cùng tham gia, giải thi đấu hách cơ thể giới 2023, vài ngày sau. Tổng cộng có 5 tuyển thủ. Danh sách này không có nhiều thay đổi so với dự kiến ban đầu. Một tuyển thủ đến từ đội ngũ từng đoạt giải vô địch giải thi đấu hách cơ thể giới của tập đoàn Tencent, một tuyển thủ khác đến từ đội ngũ An Ninh xuất sắc của 360 Security, hai tuyển thủ đến từ bộ phận kỹ thuật thông tin quốc gia, thuộc nhóm tuyển thủ hàng đầu của đội tuyển quốc gia, còn tuyển thủ cuối cùng. Thật bất ngờ, đã thay thế một chuyên gia hàng đầu dự kiến ban đầu của đội tuyển quốc gia và thay vào đó là một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, người đã được chính quyền thành phố Đông Hải biểu dương về hành động dũng cảm vài tháng trước. Quyết định này khiến nhiều cư dân mạng không hiểu được nhưng mọi người vẫn sẵn lòng tin tưởng vào phán đoán của quốc gia. Trên mạng, những người quan tâm đến giải thi đấu hách cơ thể giới thường là những cư dân mạng có lý trí và có kiến thức, nhận định nhất định. Họ đều biết rằng, trong tình hình hiện tại, thắng thua trong một giải đấu hacker cơ không quan trọng, bảo vệ hệ thống thiên võng mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, giải thi đấu hách cơ thể giới có quy định nghiêm ngặt, các lỗ hổng được sử dụng trong giải đấu phải được công khai vô điều kiện sau khi kết thúc nhằm giúp đối phương kịp thời sửa chữa lỗ hổng và nâng cao an ninh mạng. Vì vậy, từ góc độ cá nhân, nhiều người cũng không muốn những nhân tài quốc gia tiết lộ lỗ hổng Internet của Mỹ một cách miễn phí. Giữ lại như một ác chủ bài khi cần thiết không tốt sao? Tại sao phải làm việc tốt không công? Lúc này, trong nhà ăn biệt thự trang viên của sở Sơn Hà, Tô Tú Anh đang ăn cơm xem tivi bỗng dừng đổ lại. Từng, bà ấy ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt quen thuộc trên tv đây không phải là lâm huyền sao sao hắn lại đi tham gia giải thi đấu hách cơ thể giới bà ấy nhìn sang sở sơn hà sơn hà chuyện này là sao tôi nhớ lâm huyền và an tình đều tốt nghiệp khoa nghệ thuật của đại học đông hải mà chuyên ngành này không liên quan gì đến nhau mà từng chi tiết thì tôi cũng không rõ mấy ngày nay lâm huyền và nhóm của hắn đã vào trạng thái quản lý cách ly không liên lạc được sở sơn hà ăn vài miếng cơm từ từ nói tôi nghĩ có lẽ là bên phía quốc gia chủ yếu là viện khoa học long quốc muốn tạo thêm danh tiếng và tăng thêm uy tín cho lâm huyền bằng cách này ông ta kể với tô tú anh về việc lâm huyền muốn mượn kính thiên văn phát ở quý châu và việc viện trưởng cao của viện khoa học long quốc rất đánh giá cao lâm huyền đồng ý cho phòng thí nghiệm của Lâm Huyền hợp tác với viện nghiên cứu Thiên Văn trong một dự án để có cơ hội sử dụng kính thiên văn phát ở Quý Châu. Nhưng ngoài việc là một thanh niên dũng cảm, Lâm Huyền không có danh phận gì khác. Có lẽ viện trưởng cao muốn lợi dụng giải thi đấu này để tạo thêm danh tiếng cho Lâm Huyền, tăng thêm uy tín, để sau này khi hợp tác trong dự án cũng có lý do để nói. Sở Sơn Hà cười, nhưng đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, tôi nghĩ có thể có khả năng này còn lý do thực sự là gì thì tôi cũng không rõ và tôi cũng không nghĩ ra lý do nào khác dựa trên hiểu biết của tôi về lâm huyền hắn thực sự không phải là chuyên gia trong lĩnh vực máy tính ồ tô tú anh cười dùng đổ gấp một miếng cá vậy lâm huyền cũng khá tài giỏi có thể khiến viện trưởng cao đánh giá cao như vậy nói rồi bà ấy nhìn sang con gái mình đang im lặng an tình con sao vậy sao cứ cau mày không nói gì nghe sở sơn hà nói vậy tô tú anh cũng quay đầu lại nhìn vào con gái đang im lặng điều này không giống với cô ấy trước đây sở an tình luôn ríu rít như một chú chim sẻ hôm nay lại im lặng đến mức kỳ lạ con đang nhìn gì vậy an tình lúc này sở an tình vẻ mặt buồn bã trượt màn hình điện thoại xem các bình luận của cư dân mạng về giải thi đấu hách cơ thể giới không có ngoại lệ tất cả cư dân mạng Tất cả các bình luận, tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Huyền chắc chắn sẽ thua. Không có gì. Cô ấy đặt điện thoại xuống, tiếp tục gắp cơm ăn. Nhưng cảm thấy vô vị. Mỹ, New York, khách sạn Aman. Khách sạn này nằm tại góc phố Đại lộ số 5 và đường 57, được ca ngợi là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật trang trí đẹp nhất trong lịch sử Mỹ, là tòa nhà đầu tiên của bảo tàng nghệ thuật hiện đại Mỹ được xây dựng vào năm 1921. Tòa nhà này đã được đổi tên thành Aman New York vào tháng 8 năm 2022 và được mở cửa trở lại như một khách sạn. Cục An ninh Long Quốc chọn địa điểm lưu trú cho đội đại diện tại đây không phải vì phong cách nghệ thuật này, cũng không phải vì giá cả đắt đỏ và đẳng cấp cao, mà là do các cân nhắc tổng hợp về an toàn và bảo vệ quyền riêng tư. Trong phòng của Lâm Huyền, vài nhân viên đi theo đang cầm đủ loại thiết bị kiểm tra lên xuống, kiểm tra tất cả các thiết bị, dây cáp, từng góc cạnh của căn phòng. Thực tế đây đã là lần kiểm tra thứ tư, từ trước khi đội đại diện tham gia giải đấu của Lâm Huyền đến Mỹ, nơi này đã được bố trí sẵn và kiểm tra tổng thể 3 lần. Không có vấn đề gì, Lâm tiên sinh, cậu có thể yên tâm ở lại. Đội trưởng phụ trách an ninh đi theo cuối chào Lâm Huyền, cậu là chuyên gia về công nghệ thông tin, chúng tôi sẽ không tự tiện mà hướng dẫn cậu cách chú ý đến an ninh mạng không kết nối mạng bừa bãi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến sân vận động ngoài trời New Jersey tham gia giải thi đấu hách cơ thể giới 2023. Nói chung, nếu có vấn đề gì, hãy liên lạc với chúng tôi ngay, nếu không cần thiết thì tốt nhất đừng ra ngoài. Lâm Huyền gật đầu, cảm ơn. Không có gì, Lâm tiên sinh. Đội trưởng bên kia cười với Lâm Huyền, công việc của cậu, Cục trưởng Lưu An đã đặc biệt sắp xếp và giao cho chúng tôi. Sau khi giải thi đấu hách cơ thể giới kết thúc vào tối mai, chúng tôi sẽ dùng đội xe của lãnh sự quán để bảo vệ cậu đến đại lộ Ma Sang ở Princeton. Yên tâm, những việc này chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, nhất định bảo vệ an toàn cho cậu. Vậy thì, chúng tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, bây giờ điều chỉnh trên lệch múi giờ đã không kịp, khuyên cậu nên ngủ thẳng đến ngày mai, giữ sức khỏe tốt cho tối mai. Tạm biệt. Nói xong. Đội trưởng vẫy tay, tất cả nhân viên an ninh và kỹ thuật rời khỏi phòng trầm cửa phòng đóng lại lâm huyền bước đi qua lại một lúc thử gọi nhỏ vi vi tôi đây nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha